Cái này cái linh san nha các bạn, linh san siêu bông. Cái này cái siêu bông. Cái này cái dáng nhìn nó cũng đẹp, cũng được, đế cũng đẹp, khe khến nó sẹo sùng rồi dữ lắm đó. Siêu bông. Cái tàn này làm xương xương nha các bạn, cái tàn này làm được năm mấy, chắc năm mấy vậy các bạn. Cái này lẹ lắm. Tàn này mà cái dòng siêu bông này mà làm khoảng 3 năm là cái tàn chín mít cứng ngắc luôn á, chơi được luôn á, chơi thôi nha chứ không phải là thi đấu rồi nha, là chơi giải trí thôi nha các bạn. Này khoảng 30, tàn ngang nó 40, cây này cái hoành chỗ này chắc khoảng có 15 mà 14 15 mà. Làm siêu bông nha các bạn. Nằm trong cái chậu nhỏ ra luôn nè, để nguyên si gì đó cho các bạn luôn. Nhỏ trong xe ra quay cho các bạn coi thôi. Cái này là đóng một cái thùng xốp, đóng một cái kiện. Làm siêu bông nha các bạn. Cái này nhìn nó có duyên. Cái đơn cái nếu mà thay chậu nhìn nó cũng đẹp chơi cũng được. Cái này nhìn nó có duyên các bạn. Nhìn đẹp. Tàn nó mọc cũng được. Tàn nó mọc cũng trúng ha. Cái cành này lấy cũng được và bỏ cũng được nha các bạn. Cái này để điểm cho ấm ấm thôi, chơi hàng chợ thôi. Cành này lấy cũng được, lấy cành này đè xuống cho nó. Còn nếu mà muốn bài bản thì bỏ luôn cái cành này, lấy cành trên cũng được. Cái cành này nó mọc ngay điểm âm này, có một số người ta không thích cái chọn cái cành nó bỏ luôn cũng được. Linh sam, sam siêu bông. Bông đó nè. Bông nó lạc hơn đao điểm tí xíu nhưng mà xiên bông lắm. Đao điểm cũng khá là xiên bông. Người siêu bông đao điểm có người kêu. Cái này là cây siêu bông nha các bạn, chứ không phải là đao điểm nha. Đao điểm của mình bán giống là khác đó nha, là dòng sau này là khác nữa. Còn dòng này là cái dòng siêu bông. Siêu bông cái lá nó bạc bạc, lá nó giống như hình trái tim chớp đuôi. Lá nó bạc bạc, xong xanh như đột chuối vậy. Dòng này thì làm tàn nó lẹ lắm, dâm nó lẹ lắm. Nhưng mà phải nuôi kỹ nha, nếu mà nó lên già quá là nó dễ chết một số dâm nghiễn nghiễn á. Xanh nha các bạn.